Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương sẽ điều tra bổ sung vụ tập trung kinh tế giữa hai đơn vị có ứng dụng đặt xe qua nền tảng Internet nổi bật là Grab và Uber tại Việt Nam. Thông báo này được đưa ra vào chiều ngày 12 tháng 2. Cụ thể, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh liên quan đến hành vi tập trung kinh tế giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi và công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam đã trả hồ sơ để Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng điều tra bổ sung và làm rõ thêm một số vấn đề kỹ thuật. Cơ quan này có thời gian 60 ngày kể từ ngày ra quyết định để tiến hành các trình tự liên quan đến việc điều tra bổ sung. Vào giữa tháng 12 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã công bố kết quả điều tra vụ Grab mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Căn cứ kết quả xác minh trong quá trình điều tra, cơ quan này xác định vụ việc Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm luật cạnh tranh. Trước đó, vào tháng 3 2018, Grab đã công bố thông tin về việc mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.